Này thiện hiện, như vậy Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, do tâm lực vô lậu lìa các tướng mà có thể ở trong tất cả pháp vô tướng, vô giác, vô đắc, vô ảnh, vô tác, viên mãn bố thí Ba La Mật Đa, cũng có thể viên mãn các công đức khác. Lại nữa thiện hiện, làm sao Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, có thể ở trong tất cả pháp vô tướng, vô giác, vô đắc, vô ảnh, vô tác, có thể viên mãn tịnh giới Ba La Mật Đa. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, có thể dùng tâm vô lậu lìa tướng, thọ trì tịnh giới, đó là pháp sở nhiếp của chi thánh đạo vô lậu, khi ấy đắc giới thanh tịnh trọn vẹn, tịnh giới như thế, không khuyết, không hở, không tỳ vết, không ô uế, không có sự thủ trước, xứng đáng nhận cúng dường, được người trí khen ngợi là thọ trì khéo léo, cứu cánh tuyệt vời, tùy thuận thắng định, chẳng thể khuất phục. Do tịnh giới này, đối với tất cả pháp không có sự thủ trước, nghĩa là chẳng thủ trước sắc, cũng chẳng thủ trước thọ tưởng hành thức, cũng chẳng thủ trước nhãn xứ, cũng chẳng thủ trước nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, chẳng thủ trước sắc xứ, cũng chẳng thủ trước thanh hương vị xúc pháp xứ, chẳng thủ trước nhãn giới, cũng chẳng thủ trước nhĩ tỷ thiệt thân ý giới, chẳng thủ trước sắc giới, cũng chẳng thủ trước thanh hương vị xúc pháp giới, chẳng thủ trước nhãn thức giới, cũng chẳng thủ trước nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới, chẳng thủ trước 32 tướng đại sĩ, cũng chẳng thủ trước 80 vẻ đẹp phụ thuộc, chẳng thủ trước dòng họ lớn Sát Đế Lợi, cũng chẳng thủ trước dòng họ lớn Bà La Môn, dòng họ lớn Trường Giả, dòng họ lớn Cư Sĩ, chẳng thủ trước chúng trời Tứ Đại Vương, cũng chẳng thủ trước trời 33, trời Dạ Ma, trời Đổ Sử Đa, trời Lạc Biến Hóa, trời Tha Hóa Tự Tại, chẳng thủ trước trời Phạm Chúng, cũng chẳng thủ trước trời Phạm Phụ, trời Phạm Hội, trời Đại Phạm, chẳng thủ trước trời Quang, cũng chẳng thủ trước trời Thiểu Quang, trời Vô Lượng Quang, trời Cực Quang Tịnh, chẳng thủ trước trời Tịnh, cũng chẳng thủ trước trời Thiểu Tịnh, trời Vô Lượng Tịnh, trời Biến Tịnh, chẳng thủ trước trời Quảng, cũng chẳng thủ trước trời Thiểu Quảng, trời Vô Lượng Quảng, trời Quảng Quả và trời Vô Tưởng, chẳng thủ trước trời Vô Phiền, cũng chẳng thủ trước trời Vô Nhiệt, trời Thiện Hiện, trời Thiện Kiến, trời Sắc Cứu Cánh, chẳng thủ trước trời Không Vô Biên Xứ, cũng chẳng thủ trước trời Thức Vô Biên Xứ, trời Vô Sở Hữu Xứ, trời Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, chẳng thủ trước quả dự lưu, cũng chẳng thủ trước quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán quả vị độc giác, chẳng thủ trước ngôi vị chuyển luân vương, cũng chẳng thủ trước các ngôi vua khác và các tể quan phú quý tự tại, mà chỉ đem sự hộ trì tịnh giới như thế cho các hữu tình cùng có như nhau hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, dùng vô tướng vô đắc vô nhị làm phương tiện mà có sự hồi hướng.